vị khán giả thân mến, chúng ta đang đến với những đường trực tiếp tại Samura, khu công nghiệp Vước, Nhà Bè để theo dõi trận cầu của cao thủ Hiệp Thành và Tân Tâm. Hận bóng đã có 3 điểm trọn vẹn ở trong vòng đấu mở màn của giải bóng đá khu công nghiệp Vước. Sân bóng đá trận cúp VasaSport lần 1 2022. Tiếng cờ cất lên và một của đội bóng đá chính thức được bắt đầu. Đó là tình huống mà cao thủ bên phía Thành ngay tức khắc đã áp sát với cung thành của đối phương. Cú xuyên đường từ xa và mang về đá phạt góc. Tình huống đổi người tốt của Thành Cô Vàng. Cho chiến thuật của đối phương bị phá sản thì thế trận mới có thể thoáng hơn. Tại Di Maria phản công nhanh dành cho các thủ hiệp Thành. Trận Long Vũ chưa kiểm giữ điểm nhưng vẫn còn nguy hiểm. Đó là tình huống chính bước dày của Hồng Vương. Thuận Cô Vàng cũng đã có một pha băng ra để xử lý rất gọn gàng. Lần thứ hai mà thủ thành của cao thủ Tập Tâm thi đấu trong một trận thái chủ động cần thiết. Thành thủ toàn bộ đội hình của cao thủ Hiệp Thành đang dâng cao. Hoàn Tiến phát đường truyền Hồng Vương tuyến đây bóng bật ra có cú dứt điểm của Minh Luân. Sóng gió thực sự vừa đến với khung thành và vòng cấm của Cú Vàng. Từ xuất bay là các đội vẫn có thể hỗ trợ cùng với một chút thiếu cảm giác của cao thủ bên phía Thành. Nó vẫn giữ cho khung thành của anh được đảm bảo mà khiến cho các chiến thuật đối phương phải ngậm ngùi. Vừa rồi đó là pha bóng mà xuất hiện từ hành lang cánh phải nơi mà Di Maria đã làm bóng đưa trở lại vợ. Đứng tay, tầm thấp Di Maria, khép góc của Cú Vàng. Pha bóng mà Cú Vàng đã cho thấy mình có khả năng quan sát tốt như thế nào. Khi mà đối phương đã triển khai đá phạt góc nhanh và khoảng trống xuất hiện cho cái chân trái của Di Maria. Những pha bật nhà. Hồng Vương lấy bóng của Chí Linh rất bền bỉ. Ván chuốt cố một không dành cho cao thủ Thập Tâm. Chí Linh đã thi đấu thường xuyên ở trong hệ thống phòng ngự của Thập Tâm, không thường xuyên dâng cao, nhưng trong một pha mà anh đã đánh chặn và triển khai tấn công ngay và văn chuốt ở tuyến trên, đã có cơ hội từ đường truyền rất hay của Chí Linh. Một tha pha thả bóng có điểm rơi tốt ở tầm thấp và đánh bại được cái tầm bóng ngự của đối phương. Và cú dứt điểm sau đó của Văn Chốt là rất vừa vặn để điều những cao thủ của Hiệp Thành bất ngờ bị đối phương ghi bàn thủng lưới. Là phản công của cao thủ bên phía Thành. Cơ hội Hồng Vương pha phá bóng vừa đủ của Chí Linh. Tình huống phòng ngự rất tốt của số 6. Không ai cả Chí Milano. Nhưng hơi lần này là hơi lẻ loi. Cao thủ Thành ngay tức khắc đã thu hồi bóng ngay. Trần Long Vũ, Minh Luân, coi tình huống mà mạng lưới của Cú Vàng một lần nữa bị rung lên. Xin lỗi, lần đầu tiên người rung lên ở trận đấu này và tỷ số được cân bằng là 1-1. Người đã đưa bóng vào lưới được xác định là cầu thủ Mao số 15 của cao thủ Hiệp Thành. Thiện Thành người đã được tung vào sân cách đây ít phút. Đó là nên chuyện.
đó là Văn Chuất. Họ sẽ sở khá kẹo của số 7. Nguy hiểm. Cú sửa bóng đi tránh ra ngoài. Một tình huống mà cầu thủ bên phía số 8 Minh Luân. Chú Trần Tân người đã áp sát cùng với đồng đội Văn Thừa. Tài đi Maria. Và như vậy đến lúc này thì trận đấu cũng đã khép lại và tỷ số chung cuộc là 1-1. Hai đội bóng nhất nhì ở bảng A, bảng B sau lượt trận đầu tiên cũng đã chia điểm nhau ở lượt đấu này. Và rõ ràng là lợi thế nó vẫn đang có dành cho các đội còn lại khi mà chỉ có 4 điểm cho các cầu thủ Hiệp Thành và các cầu thủ của Thơ Tam. Quý vị khán giả thân mến, đó là những gì mà chúng ta được chứng kiến ở bảng B trong buổi chiều ngày nay. Và bây giờ chúng ta sẽ nghỉ ngơi ít phút trước khi đến với những lượt trận của bảng A.